Xin chào toàn thể các bạn nhé. Hiện nay anh em tôi đã về tới cột cờ Mai Châu rồi. Đây các chị ơi, một điểm rất nổi tiếng dành cho anh em, nó vừa là trạm dừng nghỉ vừa là chỗ để ngắm cảnh rất là đẹp. Hôm qua thì có một ngày rất là vui vẻ ở tại Mộc Châu. Nhưng do hôm qua ở lại các anh em ở đấy vui quá ra là buổi chiều không quay được cái cầu kính cho các bạn. Mong các bạn rất thông cảm nhé. Hôm nay trên đường về qua Mai Châu Hòa Bình, tôi dừng nghỉ tại đây. Từ đây là có thể nhìn được xuống tới Bản Nát. Đây các bạn ơi, đây là Bản Nát. Đi để đi được xuống đấy phải đi vòng mất khoảng hơn chục cây nhé, hơn chục km thì mới xuống vòng từ nơi được. Mọi năm nào qua anh em tôi qua Bản Nát, nên năm nay thì do để nó đảm bảo cái cung đường nên chúng tôi chỉ đi ở trên này ngắm xuống thôi. Huy nào, ngắm thấy đẹp không? Thấy Cường thấy đẹp không? Đây đôi bạn trẻ mới cưới, rất là chịu khó check in. Đôi bạn trẻ. Nào Tường, thích không? Thích không con? Hả? Có. Trường Cô Te chụp kiểu ảnh nhá. Đây chia sẻ các bạn, đây là cái bia để gọi là hướng dẫn cho mọi người về biết cái tiểu sử của khu Mai Châu này. Ở dưới này tôi còn một anh bạn rất thân dưới này, nhưng mà hôm nay có điều kiện không có thời gian. Nếu mà vào đây lại phải ở lại ngày nữa. Đúng Bản Nát đấy. Có anh bạn rất thân năm nào cũng qua ở lại, nhưng năm nay không qua. Đi hơn 2 ngày rồi, ngày hôm nay ngày thứ 3 rồi. Đại phải về tiếp tục với cuộc sống hàng ngày thôi, đại phải làm. Nào, vợ anh, cảm nhận người vui không, thích không? Hả? Sướng gì? Xong rồi về lại bắt đầu lại đánh giáp tiếp nhá. Nhà có nghề đồ gỗ các bạn ạ. Đây là bà vợ tôi cũng là thợ giấy giáp. Hôm nay cho đi cho đi chơi vài hôm cho tiên tỉnh ra, xong về lại đánh giấy giáp tiếp. Xong là cho các bạn xem quật giấy giáp. Hôm nào cho các bạn chia sẻ các bạn quy trình quật giấy giáp, hoàn thiện sản phẩm đầu gỗ mỹ nghệ. Nói vui các bạn vậy thôi. Bây giờ xin chào các bạn nhá.